cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Mập mạp nhưng mạnh mẽ. 12 thí sinh của bước nhảy ngàn cân dẹp lô xác cùng cuộc chiến giảm cân bằng chế độ tập luyện khắc nghiệt và nhảy múa cùng những vũ công tài năng. MC Hài Hước Trấn Thành cùng ban giám khảo Dôn Huy Trần, Đàm Vĩnh Hưng và giám khảo đặc biệt sẽ đồng hành cùng họ. Đón xem bước nhảy ngàn cân 21:15 chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.